bất ngờ với khối tài sản của Cường Đô La và Đàm Thu Trang khi về chung một nhà. Cường Đô La sở hữu bộ sưu tập siêu xe tiền tỷ, trong khi Đàm Thu Trang cũng có khá nhiều món đồ đắt đỏ, đáng để nhiều người mơ ước. Sau lễ ăn hỏi diễn ra vào đầu tháng 1, 2019, cặp đôi Cường Đô La Đàm Thu Trang chính thức làm lễ cưới vào ngày hôm qua 28 tháng 7. Trước đó, thiếu gia Phú Núi và bà xã từng nhiều lần nhá hàng về những ảnh cưới cũng như trang phục trong ngày trọng đại. Ngoài chuyện đám cưới, người hâm mộ cũng không khỏi tò mò về khối tài sản khi Cường Đô La Đàm Thu Trang về chung một nhà. Nhiều ý kiến cho rằng sự kết hợp giữa Cường Trang khiến cặp đôi đã giàu lại càng giàu. Không chỉ là chàng thiếu gia Phú Núi với những thú chơi xa xỉ, Cường Đô La còn được biết đến là con trai của bà Như Loan, chủ tịch hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Anh từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Tuy nhiên, Cường Đô La bất ngờ tuyên bố rời khỏi công ty năm 2018 vì lý do cá nhân. Dù không còn hoạt động trong Quốc Cường Gia Lai, nhưng ông xã Đàm Thu Trang còn nắm giữ 537.500 cổ phiếu QCG, tương đương với tỷ lệ sở hữu gần 0,2%. Giá trị thị trường của số cổ phiếu này rơi vào khoảng 2,8 tỷ đồng. Rời khỏi Quốc Cường Gia Lai, ông bố một con chuyển hướng kinh doanh nhà hàng. Bên cạnh đó, Cường Đô La còn được biết đến như một doanh nhân chịu chơi, là tay chơi xe khét tiếng với những siêu xe có giá trị khổng lồ. Bộ sưu tập của Cường Đô La đều là những dòng xe tiền tỷ như Lamborghini, Ferrari, Bentley, Porsche, Lamborghini, Mini Cooper. Ngắm những chiếc xe sang trong nhà Cường Đô La, nhiều người không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Niềm đam mê với những chiếc siêu xe của Cường Đô La chưa bao giờ thuyên giảm, thậm chí bông chuẩn. Người bạn thân thiết của doanh nhân Phố Nối tiết lộ sau khi về chung nhà, anh phải la hét để Đàm Thu Trang cho tiền mua siêu xe. Sự thật ít ai biết về những bài nhạc chế bất hủ mỗi sáng thức dậy của anh, những tiếng la hét xin tiền vợ mua xe cả khách sạn nghe thấy, câu chuyện hài hước được nữ stylist chia sẻ. Ngoài thú chơi xa xỉ, Cường Đô La còn có niềm đam mê với đồng hồ. Có người khẳng định giá trị của chiếc đồng hồ Cường Đô La sử dụng trong hình rơi vào khoảng 4 tỷ đồng. Căn nhà riêng khang trang rộng lớn của chồng cũ Hà Hồ, ngụ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù không còn đứng trên đỉnh cao như nhiều năm trước, nhưng Cường Đô La vẫn sở hữu khối tài sản đáng ganh tị. Khi kết hợp với Đàm Thu Trang, cả hai có giàu lại càng giàu những gì cư dân mạng đồn đại hay không? Khi Cường Đô La công khai yêu Đàm Thu Trang, nhiều người cho rằng chân dài họ Đàm chỉ là cô gái có kinh tế trung bình, đủ ăn và mọi thứ đều được bạn trai chu cấp. Trên thực tế, mỹ nhân gốc Lạng cũng có khối tài sản kha khá với nhà riêng, hàng hiệu hay chuỗi nhà hàng kết hợp cùng Cường Đô La. Không khoe khoang phô trương những món đồ đắt đỏ xa xỉ, nhưng qua những hình ảnh Đàm Thu Trang đăng tải có thể thấy, người đẹp cũng có niềm đam mê hàng hiệu như các mỹ nhân showbiz Việt khác. Kho hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu trở lên của Đàm Thu Trang. Cô sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để mua túi sách, đi du lịch sang chảnh, chọn hạng thương gia trên máy bay. Những phụ kiện đắt tiền khiến nhiều người ghen đỏ mặt. Đàm Thu Trang sống trong một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, trong ảnh là một góc phòng khách được hoa khôi xứ Lạng tiết lộ. Từ năm 2017, Đàm Thu Trang đã sở hữu chiếc Audi tiền tỷ sang trọng, có giá trị 2,5 tỷ đồng. Dù không có bộ sưu tập siêu xe như ông xã, nhưng cô cũng tậu cho mình chiếc xe nhiều người mơ ước. Đàm Thu Trang đã rút khỏi làng giải trí và chỉ tham gia các sự kiện bạn bè thân thiết. Sau gần nửa năm công khai yêu Cường Đô La, chân dài Lạng Sơn bắt đầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bằng việc mở hẳn nhà hàng riêng tại thành phố Hồ Chí Minh.